tặng chị Phương Hằng. Bình an mạnh khỏe, cứu dân độ đời. Bao điều ngang trái chị ơi. Đồng tiền mò mắt những người có danh. Nhân dân vốn thật hiền lành, thế qua mùa lũ bất bình nói lên. Vậy mà có đứa ngang nhiên, chửi dân chó đẻ, phẫn lên tận trời. Rồi thì không phải dân nuôi, album sản xuất ngáp ruồi ai xem. Đô la cộng với hột xoàn, mồ hôi xương máu dân đen mà thành. Đúng là một lũ sở khanh, Thúy Nga đóng cửa, rút nhanh về nhà. Tưởng đâu phỏ giúp ông cha xây nhà họ Tổ để mà kiếm ăn. Có qua cơ khổ nhọc nhằn, máu tanh lệ mặn mới thành hiền nhân. Lạ gì buôn thánh bán thần, phù vân ấy vận vào thân đã rồi. Thời nào cũng thế mà thôi. Sức dân như nước lật trôi cả thuyền. Đừng nên làm chuyện đảo điên. Lang băm rồi cũng tật nguyền nay mai. Linh tinh rồi cũng u hoài, nghiệp kia đã đến. Đúng ngay nhãn tiền, chớ nên làm chuyện đảo điên. Phù đồ mới nổi, thiện duyên sen tòa. Nam mô nguyện niệm Di Đà, chị Hằng anh dũng cả nhà bình yên, dẹp tan tà quỷ đảo điên, ngàn năm danh mãi lưu truyền tiếng thơm.